Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo và Nick dừng được cầm quân sở trường của anh em Hải Phòng, đó chính là AC. Còn chim sẻ nắng thì chúng ta vẫn chưa biết cầm quân gì. Vâng, có thêm một bãi hiêu trên con đường mà Nick đi câu voi về nhà. Những cây gỗ đầu hơi xa đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc đóng S đầu của Nick dừng. Các bạn dần đi dò một trận mà Nick dừng nhiều khả năng sẽ đánh cung khi mà bài nhà anh có rất nhiều rừng đẹp. Ba cánh rừng siêu đẹp chứ không phải là đẹp. Một rừng già và hai rừng thông. Thậm chí đặt một chiếc S ở giữa rừng già rừng thông sẽ là một chiếc S nhân đôi. S nhân 2 sẽ là một chiếc S cực kỳ lợi đối với bất kỳ một quân nào, kể cả là chém hay là cung. Không chậm dân, không ai chết cả. Nhưng điểm số chim sẻ đang cao hơn. Vâng, đã bắt đầu xuất hiện những đoạn lag. Mặc dù trên màn hình thì không ai xuất hiện lag nhất gì cả. Các bạn có thấy rằng 18 nông dân rồi mà game thủ Nick ở rừng vẫn chưa thể đóng được chiếc S đầu. Với AC như vậy là hơi chậm. Việc gỗ đầu siêu xa một nhà, vâng, mượt mà để mà đóng ruộng. Nhưng mà gỗ thì lại, vâng, hơi tù một chút. Không sao, chúng ta cùng chờ đợi. Và Nick đã quyết định đóng S nhân đôi. Một chiếc S mà sẽ làm cho Nick ở rừng khỏe. Sống khỏe và sống đẹp. Dường như đã có bãi quả. Tôi thấy nông dân của Nick đang xách giỏ. Vâng, đã xách giỏ và bắt đầu di chuyển. Không ăn hiêu trước. Và đây rồi, một bãi quả phụ ít nhất có 5 cây. Nick kéo khá nhiều dân xông ra phía trước và tiếp tục xây những chiếc nhà BE của mình. Chưa đủ gỗ để có thể thiết kế chiếc BG thứ hai. Do BS đầu tiên được đặt hơi chậm. Ảnh hưởng rất nhiều từ những cây gỗ xa lúc ban đầu. Đặt, vâng, đủ gỗ rồi. Bây giờ thì cắt dân ở bãi quả đầu ra để có thể ăn bãi hiêu cạnh bãi rừng. Một bài vừa khít của Nick ở rừng. Vâng, nhiều nông dân khai thác thì sẽ đảm bảo được cho game thủ Nick ở rừng không bị bay thịt hiêu. Vâng, dường như là Catharian. Tôi không nhìn rõ nhưng mà nhà của team thì vâng, anh cho máy quá nhanh. Cắt một dân đi dò. Dường như là ra vị trí của con voi lúc đầu để xem con voi, vâng, có phải là một đôi voi không. Nhưng không hề có gì. Chưa kích được đời. Đây rồi, thêm hai voi cho Nick ở rừng khỏe rồi. Nếu anh cầu về chiếc bé này kích đời ở 8.31. Vâng, như vậy là mặc dù cái tên dài với 24 dân chim sẻ cầm Phonesian và dường như là một trận kích đời siêu sớm sẽ đánh hỗn mã, chém đầu sau đó chuyển sang hỗn mã luôn. Bây giờ Nick đang thiết kế nhà BB, anh kéo nông dân về nhà chính và đã đặt móng BB rồi. Một bài mà có thể nói là khá kín đáo nếu như Nick kéo toàn bộ xuống dân ở bãi quả phụ về nhà mình và câu được con voi này về nữa. Với kiểu cơ cấu nhà cửa BB như thế này, BM thì đóng sát BB, BA nằm cạnh với chiếc BS đang ăn hiêu voi. Thì sẽ là một trận mà Nick cơ cấu được tốt nhà mình. Giữa hai vâng chiếc S nhân đôi của anh sẽ đóng những chiếc nhà BE ở giữa hai cánh rừng, bo kín mặt đầu bên đó vào. Nhưng đóng BA trên dốc này cũng là một ý kiến hay. Để có thể kéo quân sang cả hai cánh dễ dàng. Vâng, BM đóng cạnh với BB, cộng thêm một dân và đóng BA. Vâng, BA ngay sát với BS thì không đóng trên dốc. Chim sẻ lên đời 2 rất sớm. Chim sẻ kích lên đời 2 ở khoảng 7 phút rưỡi. 26 dân, nét kích đời ở 11 phút 03 giây. Và đóng thêm một chiếc BS nữa ở cánh rừng thông gần với góc 9 giờ. Như vậy là sẽ là bài cung G3BS. Còn chim sẻ bây giờ sẽ là thời gian cần phải soi timeline thật nhiều để có thể biết được chim sẻ đánh gì. Vâng, timeline please.
Chim sẻ đã 140 vàng và đã chỉ số giò đã tăng lên. Vâng, chỉ số giò là 27% rồi. Next, Thích Ăn cũng đã xem năm nay và anh xin T thủ lại giò. Bãi quả này vẫn còn 3 dân chưa kéo về. Next bắt đầu đóng những nhà ruộng đầu tiên và đang giải một hàng BE. Bò kiến khu vực làm ăn của mình. Ăn cố con voi không? Hay bị ăn gỗ? Vâng, bị ăn gỗ là hợp lý hơn. Khi mà lượng gỗ đang rất ít. Kéo 3 dân này về cái ruộng. Dãy nhà BE đang thiết kế gần xong. Next đang cơ cấu kín dần nhà mình. Chỉ cần thiếu nhà BA thôi. Vâng, đây rồi. Ngựa giò xuất hiện thì cung T đang đứng thủ. Chim đã đào được 340 vàng và đã lên đời xong. Một trận mà chim đã công sớm, chưa làm hại được nick bất kỳ con nông dân nào cả. Lao vào, ngựa giò chỉ có công. Phải chăng đây là bài hôn mã để chống lại cung tiện AC của game thủ nick là rừng? Hợp lý nhất là đánh bài hôn mã. Đã lên đời xong, nick vừa kích bánh xe. Hai hạc đà đã lao tới. Vâng, rất nhanh, rất nguy hiểm. Thế trên này nhà chim ở góc 6 giờ và anh dâng lờ cao. Nick đang mất rất nhiều nông dân rồi. Vâng, màn hình hơi giật. Ba nông dân đang cố gắng tẩu thoát và một chiếc nhà vệ móng nhà BA chưa thiết kế xong. Toàn bộ công giờ của Nick sẽ sinh ra ở phía bên ngoài. Đây sẽ là bất lợi của Nick gà rừng. Hai dân đóng nghe vẫn đang đứng chơi. Công giờ sinh ra ở phía bên ngoài sẽ bị ốp A. Vâng, Nick sẽ bị ốp A từ cực kỳ sớm. Tham lai của Nick chỉ còn 19 và anh sẽ nằm trận này. Như vậy anh đang cố gắng bò bế thêm để có thể thiết kế được chiếc BA thứ 3. Một dân đang gõ BA thứ 3 và một dân được kéo về cấy thêm những chiếc ruộng xung quanh nhà chính. Nick vẫn đang chiến đấu nhưng có lẽ là cửa thắng là không cao. Chim sẻ 25 dân đào 600 vàng để được công vào chiếc nhà BA này. Khó cho Nick rồi. Tỷ số đã đang là 4-1 cho chim sẻ và bây giờ nhiều khả năng sẽ là 5-1. Các bạn có thể thấy chim sẻ đang công cực kỳ công hiến với bài rất nhiều cung giờ. Vâng, anh phá em mà không để ý. Vâng, kịp thời xây lại rồi. Chỉ có 2 cung giờ sinh ra và bây giờ chim sẻ sẽ tiếp tục công vào nhà của Nick là rừng. Anh không mảy may gì đến những con cung giờ này. Những pha vẩy siêu nhanh của game thủ Nick. Chim sẻ không thèm để ý tới cung giờ. Anh đang điên cuồng chém e. Tham lai của Nick đang tăng lên là 22/80. Vâng, nổ rồi và đã lao vào được. Nick sẽ nằm, không thể đỡ được trong turn này. Vâng, Nick có một tỷ số 5-1 cho game thủ chim sẻ đi nắng. Một pha tấn công cực kỳ công hiến. Bài 24+1 lên đời ở khoảng, vâng, chim sẻ kích chính xác thì chim sẻ kích khoảng đầu 10. Vâng, 10-0x hoặc 10-10. Dâng nhà là cực cao, không có SH. Phải chăng đây bài nhớ mép? Vâng, anh dâng nhà L sát với nhà của Nick là rừng luôn, sát với bãi quả phụ. Cực kỳ phũ phàng trong trận đấu này.